cảm ơn anh vì đã đồng ý gặp tôi, anh Bara. Ai có thể từ chối một người đẹp như cô chứ, cô Nương? Nhưng mà dù gì tôi cũng phải cảm ơn anh nhiều đó. Tôi biết anh làm ăn lớn nên công việc rất bận, mà tôi không có liên lạc với anh nên cũng sợ anh quên tôi rồi đó chứ. Không ai có thể quên được cô Nương đâu. Tôi giúp gì được cho cô không? Cô cứ nói tôi nghe thử đi cô Nương. Không biết anh biết chuyện này chưa, tôi đã chia tay với ông cha rồi. Dạo này tôi cũng không nói chuyện với ổng nên không biết. Vậy thì tốt. Bây giờ tôi rất cần sự giúp đỡ từ anh. Anh đuông à? Anh chưa cho em tiền xài tuần này nữa đó. Không có đâu cưng. Ai kêu cưng phá luật làm gì? Lẻn ra ngoài chơi thì tự làm tự chịu, đừng có trách anh. Nhưng mà chúng ta đã giao kèo rồi mà, tuần nào cũng cho em tiền xài chứ bộ. Vậy chứ ai là người thất hứa trước hả? Anh chỉ bất đắc dĩ thôi. Anh cho em tiền, em lại ra ngoài chơi gái, anh đâu có ngu mà cho em nữa chứ. Liệu mà ngoan ngoãn đi. Nếu như muốn có tiền xài thì nên biết điều một chút. Anh giúp tôi có được không anh Ba Ra? Được không? Tôi xin anh đó. Bây giờ tôi không biết phải làm sao nữa. Anh giúp tôi đi. Tôi có một cách để giúp cô. Là cách gì vậy? Nếu cô muốn tôi trả 20 triệu giùm cho cô thì thú thật tôi không thể. Vậy anh tính làm sao để giúp tôi đây hả? Tôi vẫn còn một căn nhà trống. Nếu như bây giờ tôi không mua mà lấy nó đổi cho căn hộ của cô thì cô nghĩ sao? Cô thấy lời đề nghị này thế nào? Đó là căn nhà nào vậy? Lần trước cô đã tới tham quan rồi mà, lúc tôi mở tiệc khai trương đó. Cái dự án đầu năm nay đó hả? Đúng là nó. Dạ. Bây giờ tôi chỉ có thể giúp cho cô vậy thôi. Cô sẽ không nhận được tiền mặt mà là một căn nhà mới. Đó là cách duy nhất. Vậy để tôi bàn bạc với ba tôi một chút có được không? Cũng được thôi. Vậy bây giờ tôi có thể tới xem căn nhà mẫu một chút có được không? Cứ tự nhiên. Tôi nghĩ là cô Nương sẽ thấy thích căn nhà đó thôi. Nhưng có một điều, nó hơi cũ rồi vì nó được rao bán đầu năm nay. Nhưng mà nội thất vẫn còn tốt lắm. Không sao, tôi chỉ muốn ghé qua xem thử nó thế nào thôi à. Mời cô. Cô thấy sao? Và đẹp lắm. Nó đã được trang hoàng gần hết rồi. Cô may mắn lắm đó. Tôi hiểu rồi.
được nhập từ Ý. Nhìn sang trọng quá. Cô thấy sao hả? Cô thích không? Căn nhà nhìn đẹp lắm. Căn nhà này vị trí rất tiện lợi vì gần câu lạc bộ thể thao và công viên. Cô có thể thấy đó, nó có hướng nhìn ra dòng sông rất là đẹp đúng không? Còn vấn đề an ninh thì tuyệt đối an toàn. Hàng xóm quanh đây toàn là nhà giàu thôi. Vậy giá của căn nhà này là bao nhiêu vậy anh Bara? Hơn 40 triệu. Do nó ở gần khu trung tâm mà. Theo tôi nghĩ, cuộc trao đổi này cô không thiệt đâu cô nương à. Chỗ này tương đương căn hộ của cô mà. Đừng vội trả lời. Cô cứ suy nghĩ kỹ đi. Tôi chỉ giúp được nhiêu đó thôi. Nếu như cô thích thì tôi đổi. Chỉ vậy thôi. Cô có thể xách hành lý chuyển tới đây ở luôn bất cứ lúc nào. Còn về chuyện căn hộ đó, tôi sẽ nhờ bên bộ phận pháp lý giải quyết nhanh gọn, không để cho cô phải gặp phiền phức gì đâu. Vậy còn ông cha thì sao? Cô đừng lo, ông không dám đụng tới tôi đâu. Tôi với ông Van Cha cũng có vướng mắt với nhau. Nếu như ông gây sự với tôi thì chuyện làm ăn của ông cũng tiêu luôn. Cô cứ suy nghĩ đề nghị của tôi. Nếu như cô đồng ý, tôi sẽ lo liệu hết. Tôi sẽ không để cho ai đụng tới cô nữa đâu. Sao bà lại uống rượu như vậy chứ? Bác sĩ nói là bà không được uống nữa mà. Mày đang ngủ với ai hả? Bà nói gì vậy? Mày đang ngủ với thằng Anon rồi phải không? Sao mày lại làm vậy? Nói đi! Sao mày lại làm vậy? Tao nói với mày là đừng có tin vào thằng đó. Sao mày không trả lời? Hả? Sao mày làm vậy hả? Con... Cái vụ của Văn Trà đó, tao cũng nhắc nhở mà mày không nghe. Giờ thì sao? Mày là cái đồ không biết xấu hổ. Mày ngủ với ai cũng được sao? Mày muốn bọn chúng đi rêu rao hả? Là đã ngủ với mày sao? Tao thật sự quá thất vọng vì mày. Mà chưa bao giờ nói chuyện với con kiểu đó hết. Con chỉ làm theo những gì ba dạy con thôi. Trời.
Đồ khốn nạn, tao không dạy mày cư xử như là một gái điếm. Sao mày lại làm như vậy hả? Đồ hư hỏng, mày không có liêm sỉ hay sao? Ông chủ à, ông đừng làm vậy mà. Bỏ ông ra. Chủ à, đừng làm vậy mà. Ông chủ à, đừng làm vậy mà, đừng có đánh cô ấy. Buông ra, mau buông tôi ra đi. Đừng bảo ông chủ. Buông ra, biết là khỏi đây ngay. Biết. Cô đừng khóc nữa. Từ sáng tới giờ ông chủ cứ uống rượu rồi chửi bới suốt. Từ lúc cậu Anon rời khỏi, cô đừng có làm gì cho ổng giận nữa nha. Vậy Anon đã nói gì với ba vậy gì? Tôi cũng không biết họ nói gì nữa. Nhưng cậu ta đi rồi là ông chủ tức giận rồi cô chai rượu ra uống liên tục luôn. Ông uống triền miên, không mở mắt nổi. Cô Nâng à, cô cho tôi xin tiền lương có được không hả cô? 2 tháng rồi ông chủ chưa trả lương cho tôi đó. Tôi còn phải gửi về cho cháu tôi đóng tiền học nữa. Vậy thôi mà bây giờ tôi cũng không có tiền. Vậy giờ tôi phải làm sao đây? Được, để tôi lo chuyện này cho, chị đừng lo. Vậy cảm ơn cô nhiều. Chị làm việc đi. Dạ.
Sao mày lại làm vậy hả? Mày không nghĩ gì tới tao hết hả? Giờ sao tao dám ngẩng đầu nói chuyện với người ta đây? Mày có còn là con tao nữa không hả? Sao vậy? Mày làm tao thất vọng quá. Con xin lỗi ba ba. Con xin lỗi. Nương à, em mới đi đâu về vậy? Sao về trễ vậy em? Anh Anon à, em mới ghé qua nhà gặp ba một chút thôi. Vậy là em biết ổng chê cái giá 10 triệu, không chịu bán căn hộ cho anh rồi, có đúng không? Dạ. Vậy Nương nè, em có đồng ý với ba của em sao? Em nghe nè, em phải mau chóng giải quyết căn hộ đó đi. Anh thấy là giờ ổng không còn được bình tĩnh đâu, ổng không thể đưa ra quyết định gì hết. Hơn nữa ổng lại có ác cảm với anh, nên anh thấy là em nên tự quyết định luôn đi. Ba của em không chịu nghe lý do của anh gì hết. Hôm nay ổng còn chửi anh teo tui nữa đó, em biết không? Thiệt hả? Vậy ba em đã nói gì với anh vậy Anon? Thì ông nói là anh cố tình ép giá xuống thấp. Ông nói là anh biến khỏi nhà đó đi và đừng làm phiền ông nữa. Vậy thì anh có nói là em đang ở với anh không? Anh không nói gì với ông hết. Nếu như vậy thì tốt. Nếu anh nói thì ông ấy chắc chắn sẽ giận em cho coi. Bây giờ ba của em nhất quyết không chịu bán căn hộ đó lại cho anh. Vậy anh còn muốn em làm người mẫu của anh hay không? Tất nhiên là có rồi, anh đâu phải loại người đó đâu. Anh nói rồi, anh không thay lòng đâu. Với anh, em chính là người mẫu đẹp nhất. Ba của em có bán hay không cũng không quan trọng. Anh chỉ cần có em ở bên cạnh anh là đủ rồi. Anh đang nịnh em đó hả? Anh nói thiệt lòng mà. Nhưng mà em giúp anh giải thích để cho ba của em hiểu được
để ổng không hiểu lầm anh nữa. Biết đâu ổng đổi ý thì sao? Anh chỉ muốn giúp em thoát khỏi rắc rối thôi. Dạ được, em sẽ tìm cơ hội để giải thích cho ba hiểu ý của anh. Anh đừng lo lắng quá nha. Em đúng là dễ thương đó Nưng. Cô có chắc là mấy hình đó sẽ được phát hành hay không vậy? Lỡ như tôi bị loại thì sao? Ôi, chúng ta đang làm rất tốt, sao cô lại nghĩ như vậy chứ? Thì tại tôi thấy có hơi lo lắng thôi mà. Cứ yên tâm đi mà. Tôi chỉ sợ là khách hàng không thích nó, vậy thì tiêu đời rồi. Trời ơi, đừng có lo. Cô Nưng dễ thương như vậy mà, chắc chắn khách hàng sẽ thích cho mà coi. Mọi người ở đây đều là giúp đỡ lẫn nhau thôi mà. Cô đừng có lo lắng nha. Dạ. Chắc chắn là hình của cô sẽ được phát hành ngay đó. Hình cô sẽ xuất hiện trên trang bìa của tạp chí luôn. Cô cứ thoải mái đi mà. Lúc tạp chí phát hành, cô sẽ trở thành người nổi tiếng cho coi. Cứ chờ đi. Có thật không? Chắc chắn mà. Dạ. Nè, dặm phấn lại đi. Dạ chào cô Nưng. Dạ xin chào. Dạ xong rồi. Xong rồi hả? Dạ. Ok. Cảm ơn cô, rồi chụp thôi. Ok, bắt đầu chụp nha, mau lên đi. Ừ, được rồi. Bắt đầu chụp nha. Được rồi, tạo dáng đi. Đúng rồi, đẹp lắm. Cười lên. Phải rồi. Thế sao? Ok. Đúng rồi, tốt lắm. Đẹp lắm. Ok, được rồi. Nè, cười lên. Đúng nè, rồi cô. Dạ. Tôi dạy cho cô đó. Tôi ra ngoài một chút. Dạ sếp. Hắn đang chuẩn bị ra ngoài. Gì đây? Mấy người làm gì vậy? Nè, buông ra đi. Bắt lại. Buông ra đi. Ông Vân cha. Sao hả? Lên giường với nó. Thú vị chứ. Thấy mãn nguyện hay chưa hả? Nó chỉ là món đồ chơi của tao thôi. Nếu mà mày muốn lấy thì cứ việc lấy đi. Tao không tiếc. Tao chỉ muốn hỏi là mày giúp nó tìm người, bán mất căn hộ của tao chứ gì? Mày muốn đối đầu với tao hả? Chỉ là hiểu lầm thôi, Vanja. Tôi không biết là nhà của ông. Tôi không có ý làm vậy đâu. Còn muốn chối với tao hả? Tao có cử người theo dõi mày mấy ngày rồi. Mày nói chuyện với ông Chu Sắc về việc bán căn hộ của tao. Tao còn nghe nói mày được giá hời nữa kìa. Nói cậu kêu tôi nói chuyện với ổng vì muốn bán căn hộ. Tôi chỉ muốn giúp cậu thôi mà. Nếu như ông không muốn tôi xen vào chuyện này thì tôi sẽ không giúp cậu nữa đâu. Tôi xin ông đó tha cho tôi đi. Nếu tôi biết là của ông thì tôi cũng làm rồi. Tới bây giờ mày vẫn còn muốn nói dối tao sao? Mày muốn chết chứ gì? Vậy thì để tao cho mày tội nguyện. Thằng nhóc con, mày có biết là chống đối lại tao sẽ có hậu quả gì hay không? Chống đối tao, đánh nó. Láo hả mày? Láo nè. Láo hả? Láo hả? Thằng chó. Xin ông tha mạng cho tôi với cha. Xin ông đó chết. Để tao cho mày tội nguyện. Lên trên đó mà kiếm tiền. Đừng mà ông với cha. Đừng mà ông với cha. Đừng mà.
Khốn hồn thì đừng có chọc tao, có biết chưa? Nè, sếp à, anh có sao không vậy? Nè, sếp à. Tôi đã cho người tới dọn dẹp sạch sẽ hết rồi. Cô không cần phải lo chuyện điện nước nữa đâu. Tất cả đã xong xuôi hết rồi. Giờ cô có thể dùng được luôn rồi đó. Trái cây tôi để trong tủ lạnh. Tôi biết là cô bận cho nên không có thời gian chuẩn bị. Chỗ này gần siêu thị nên cũng tiện lắm. À phải, nếu như thiếu gì thì cô cứ báo với tôi một tiếng, đừng ngại nha. Tôi sẽ kêu người đem tới bổ sung ngay cho cô, có được không? Dạ, cảm ơn anh nhiều nha. Không ngờ lúc tôi tuyệt vọng nhất thì anh lại là người giúp đỡ tôi đó. Không có gì to tát lắm đâu. Chúng ta là bạn không phải sao? Đừng có khách sáo. Cảm ơn anh. Cô có mang hồ sơ căn hộ đó tới đây không vậy? Dạ có. Cảm ơn anh. Để tôi đưa cho bên bộ phận pháp lý làm hồ sơ luôn nha. Còn ông Vancha, cô không cần lo nữa đâu. Ở đây thì cô được an toàn rồi. Cuộc làm ăn lần này cạn. Anh có một đơn hàng lớn, sẽ về trễ. Đừng có chuồn ra ngoài đó, có biết chưa? Nếu như em còn dám cãi lời của anh thì em biết hậu quả là gì rồi chứ. Có gì quý giá để bán hả? Có rồi, cái này bán cũng được giá đó.
Cô Bim à, cô có khách tới tìm. Là ai vậy? Là cậu Tót. Cảm ơn cô. Cô có bận không? Giờ tôi chuẩn bị đi họp khách hàng với mẹ tôi. Vậy chúng ta nói chuyện một chút được không hả Bim? Được. Anh Tót ngồi xuống đi. Chúng ta quen biết nhau đã lâu rồi mà tôi chưa bao giờ tới chỗ làm của cô hết. Dạo này cô bận lắm hả? Tại lâu rồi không thấy cô tới công ty của tôi. Dạ cũng vậy thôi, cũng không bận lắm đâu. Vậy sao cô lại biến mất vậy? Tại giờ tôi chuyển sang bộ phận khác rồi nên không làm ở cảng nữa. Tôi thường ở văn phòng nên anh không thấy tôi là phải thôi. Có chuyện gì mà anh tới tận đây vậy? Tại vì... Thật ra là chuyện gì? Tôi luôn phải ăn trưa một mình. Tôi có người bạn lúc nào cũng mang đồ ăn tới cho tôi. Có thời gian ăn với tôi không? Vậy giờ em muốn ăn gì hả? Thì đồ đơn giản thôi, bình dân đó. Đồ đắt tiền tôi không thích. Nó không phải là gu của tôi. Tôi thích ăn mấy chỗ thoải mái hơn. Cô có gợi ý nào không? Vậy thì mình đi nha. Cỏ phá mi mi chín, mây hén mi tua tôn, mây á chờ há hết phồn, yên khoái người yên thọ trái. ตอนนี้ต้องการแค่เพียงกิ่งไม้เพื่อจะก่อให้อบอุ่นใจเท่านั้นเองคุณ làm gì ở đây vậy? Tôi chỉ nghĩ chút chuyện thôi. Cô suy nghĩ chuyện gì? Nói tôi nghe đi. Có được không? Tôi đang suy nghĩ mình sẽ gặp vấn đề nếu không có sự giúp đỡ của anh. Giúp cô là niềm vinh hạnh của tôi mà, cô có biết không? Lúc cô gọi tôi rất vui. Tôi cứ tưởng là cô đã quên tôi luôn rồi, tại không thấy cô liên lạc. Và tôi cũng vui vì... Vì cái gì chứ? Nếu như tôi nói cô đừng ghét tôi nha. Sao có thể được, anh là người giúp đỡ tôi mà. Tôi cảm ơn anh còn không hết nữa. Là vì cô gặp trục trặc với ông Van Cha, cho nên tôi vui vì mình có cơ hội để biết và có thể giúp cho cô như vậy. Thank you.
Cô nương. Ba Tra à? Anh Ba Tra, anh tính đi đâu vậy hả? Anh phải lo cho xong mới giấy tờ sang nhượng này. Vậy khi nào anh quay lại đây hả? Anh sẽ nói cho em sau nha. Anh đi đây. Là xong nè. Anh kiểm tra chất lượng chưa vậy? Vậy cũng được. Vậy anh coi sao rồi chuyển khoản thanh toán cho tôi luôn nha. Nhưng mà cái đó là hàng hiệu mà. Anh trả giá cao hơn chút đi. Chúng ta là chỗ quen biết với nhau không mà. Nhớ đó nghe. Được rồi. Xong. Dạ. Thấy cái đồng hồ của anh ở đâu hay không? Em đâu có biết đâu. Mà em có thấy anh đeo bao giờ đâu mà hỏi. Anh để đâu sao em biết được chứ? Bây giờ muốn đeo lại không thấy đâu hết. Đúng là bực mình thiệt mà. Hay là anh làm mất nó rồi? Làm sao mà mất được? Ai biết được. Lỡ rớt thì sao? Lần cuối anh đeo nó là khi nào vậy? Thôi bỏ đi. Mời vào. Dạ, chào sếp. Anh bị sao vậy? Có chuyện gì vậy? Sao anh có thể làm việc tắc trách như vậy chứ? Anh làm tài liệu kiểu gì mà lộn sống hết cả lên? Chúng sẽ được trình lên chính phủ phê duyệt đó. Rốt cuộc là anh có muốn làm việc ở đây nữa không vậy? Để tôi làm bộ mới cho anh. Tôi thấy là anh nên tạm nghỉ vài ngày đi. Tôi thấy anh không thể tiếp tục được nữa. Làm việc hoài à không được. Anh nên nghỉ ngơi cho khỏe đi. Khi nào ổn thì đi làm lại. Mà tôi thấy tốt hơn á là bây giờ anh nên xin nghỉ việc luôn đi.
Về thì về chứ sợ gì. Bọn ông tưởng tôi thích làm ở đó với mấy người lắm sao? Về làm chủ không sướng hơn hay sao? Xong về sớm vậy? Ôi trời ơi. Sếp tôi nói tôi xin nghỉ việc thì hơn. Ông Jardine à, ông còn chưa trả 2 tháng lương cho tôi đó nha. Tôi còn phải gửi về quê nữa. Đây. Đây là một ít tiền. Bà cầm trước đi. Dạ. Đục chết tiệt. Còn mảnh đất gần sông mà. Mình không chết được đâu mà lo. Này. Xin chào các cô. Tôi mới chuyển tới khu này ở. Sao nước lại bị rò rỉ vậy? Đây là căn nhà mới mà. Dạ thưa cô đang ở căn nhà nào vậy? Là cái nhà đầu tiên ở phía trước đó. Để tôi kêu người kiểm tra thử cho cô nha. Nhanh một chút nha, tôi ghét phải chờ đợi lắm. Dạ được. Chị Thông à, hôm nay ba tôi không đi làm hả? Ông chủ nói là ổng bị sếp đuổi việc rồi cô Nưng à. Giờ cô về rồi thì tôi nói luôn. Tôi muốn nghỉ việc về quê làm vườn. Tại sao vậy hả? Ba tôi chưa trả đủ tiền cho gì hay sao? Tôi không còn tiền để mua đồ ăn hàng ngày cho ổng nữa. Dì cầm đi. Hiện giờ tôi cũng chỉ có bao nhiêu đây thôi. Khi nào có nhiều hơn tôi sẽ đưa thêm cho dì. Dì ở lại đi. Bây giờ dì mà nghỉ thì ai chăm sóc cho ba tôi đây? Dạ. Dì Thông nè. Dạ. Bây giờ chỉ còn mình dì. Ba tôi tối ngày xa xỉn như vậy. Chuyện nhà này nhờ dì đó. Dạ tôi biết rồi. Ba, là con Nương đi. Ba,
chúng ta có thể bán căn hộ đó. Chúng ta cũng không cần phải sợ cha nữa rồi ba. Căn hộ nào? Thì căn hộ của ông cha đó. Ba có còn nhớ không? Hả? Ai mua? Là anh ba ra mua đó, y như lời ba nói luôn. Được bao nhiêu tiền? Vậy còn tiền, tiền đâu hả con gái? Dạ con, con không nhận được tiền mặt đâu ba. Nhưng con đổi nó để lấy căn nhà mẫu của anh ba ra đó ba. Căn nhà đó có trị giá hơn 40 triệu luôn đó ba. Ba, chỗ đó đẹp lắm, cũng trang hoàng đầy đủ hết rồi, nội thất thì toàn hàng nhập thôi. Mà ba ra còn hứa là sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện với ông cha cho chúng ta nữa đó. Ông ta sẽ không thể tới gây chuyện với chúng ta nữa rồi đó ba. Ba, ba muốn tới xem nhà mới hay không? Nhà ba, qua coi một chút đi. Còn đây là phòng khách, còn đây là giường tản bộ. Ba thấy chưa, nội thất ở đây toàn là hạng nhập hạng A không ạ. Vừa đẹp vừa sang trọng nữa. Đẹp đúng không hả ba? Con thích chúng lắm luôn. Còn chỗ rò nước con kêu thợ rồi. Con sang nhượng nhà cho hắn chưa? Giấy tờ căn hộ còn để đâu? À, anh ba ra đưa bên bộ phận pháp lý lo liệu rồi ba. Ba có thích không? Sao hắn lại đổi nhà cho con vậy? Dạ, đây là căn nhà cuối cùng ở đây rồi đó ba. Và khách hàng quỷ nên mới có. Xung quanh đây toàn là người giàu không ạ. Chúng ta có thể kết bạn với họ. Vậy là con không có tiền sao? Ba, giá của căn nhà này đắt hơn nhiều so với căn hộ của ông cha mà. Nó được trang hoàng hết luôn rồi. Vậy là mình lời mà. Giờ ba ra đang ở đâu? Ba muốn nói chuyện với nó. Bây giờ anh ấy đi làm rồi ba. Chúng ta không nhận được đồng nào, lấy tiền đâu mà sống. Ba đừng có lo lắng chuyện đó. Để con hỏi anh ba ra thử xem. Tôi nghe đây. Tất nhiên là được rồi. Anh gửi địa chỉ cho tôi đi nha. Dạ xin chào. Tôi có món hàng mới dành cho anh đây nè. Đúng vậy, tôi biết rồi. Đi đâu đó? Có đi đâu đâu mà sao anh về sớm vậy? Không phải hôm nay anh có lịch trang điểm sao? Đây là nhà của tôi. Tôi muốn về cũng phải hỏi ý cậu hả? Ý của em không phải như vậy đâu. Cậu dám chôm đồ của tôi hay sao? Cái đồng hồ lần trước cũng là vậy hả? Anh nói cái gì vậy? Tôi sống ở đây lâu với anh vậy rồi, tôi có từng làm vậy chưa? Tôi không tin. Anh đuông à? Đi. Anh đuông. Anh Đuông à? Đi đi. Anh Đuông, đừng làm vậy mà. Anh Đuông.
không chôm thì là cái gì? Hả? Sao cậu lại đối xử với tôi như vậy? Thì ai biểu anh không cho tiền tôi xài chứ? Tôi đương nhiên phải tự kiếm thôi. Khốn kiếp! Là ai đã lừa dối ai trước hả? Ai dám lừa tôi ra ngoài chơi gái? Nếu tôi tiếp tục đưa cho cậu thì cậu cũng ra ngoài nuôi tụi nó mà thôi. Cậu chờ đi, tôi nhất định báo cảnh sát bắt cậu. Anh Đu đừng mà, anh Đu. Tôi xin lỗi anh Đu mà, anh Đu đừng báo cảnh sát có được không vậy? Anh Đu, nghe anh Đu, anh Đu. Cậu đừng có mơ, cậu sẽ ngồi tù mọt giống luôn. Ôi trời ơi, cho ba chai rượu được không con? Hả? Ba đã uống nhiều rượu lắm rồi đó, đừng uống nữa mà. Ba mới uống một ít à, con mua cho ba một chai nữa đi. Ba, con thấy lo lắng cho sức khỏe của ba lắm, lỡ như ba lên tầng sông nữa thì phải làm sao đây? Ba khỏe mà, không cần lo đâu. Hay con không có tiền? Đi mau đi. Ông Nâng à, cô để tôi đi mua cho ổng cho. Nè, con đưa cho bà tiền đi. Đi nhanh nha. Dạ. Sao bà ta đi lâu quá vậy? Tôi về rồi. Đây là tiền thối của cô. Công việc của anh hôm nay sao rồi hả anh yêu? Cũng không bận lắm. À, bên pháp lý đưa anh tài liệu kêu em ký. Ngày mai em đừng quên ký nó cho anh nha. Dạ được thôi. Anh Bara nè, em có một chuyện muốn hỏi anh. Là chuyện gì vậy? Dạ, vì em đổi căn hộ đó để lấy cái nhà này nên em không có tiền, mà em còn rất nhiều thứ phải chi đó. Anh cho em mượn ít tiền xài hàng ngày có được không vậy anh? Bây giờ nhà em đang gặp nhiều chuyện lắm, bệnh của ba là trở nặng cho nên cần rất nhiều tiền để chữa trị. Em không biết phải làm sao nữa nè. Tất nhiên rồi,
mai anh lấy tiền cho em. Dạ em yêu anh quá đi mất thôi. Của anh đây. Em ký giấy cho anh chưa? Dạ em ký rồi. Vậy được rồi, giờ em đi cùng anh nha. Hả? Đi đâu vậy anh? Anh định để cho em đi làm bên văn phòng bất động sản. Làm gì sao? Bên văn phòng bất động sản của anh đó hả? Nếu như muốn có tiền thì em phải làm việc chứ. Nhưng mà từ trước tới giờ em chưa từng làm việc gì hết đó. Mà em thấy chắc vị trí nào cũng có người hết rồi, còn cần gì tới em nữa. Không phải là em mới nói là em đang cần tiền sao? Em cần tiền nên mượn anh, đương nhiên là anh sẵn lòng giúp em rồi. Nhưng em cũng cần phải biết tự mình làm việc. Biết chi không? Để trong tương lai em khỏi phải đi vay mượn người khác nữa. Nhưng à, anh tự tay xây nên ngôi nhà này, anh cái gì cũng tự mình làm hết. Vậy cho nên giờ em là một phần trong cuộc đời anh. Sao chúng ta không cùng nhau xây dựng mọi thứ hả? Nhưng mà làm bên bất động sản thì có hơi... Không cần lo lắng đâu, em chỉ cần làm bên điều phối với PR thôi. Thường thì anh tự mình làm việc đó, nhưng mà dạo này anh bận quá nên không đảm nhận nổi. Anh thấy không ai thích hợp hơn em. Việc này cũng không khó khăn đâu mà, chú ý một chút là được. Dạ được, vậy em sẽ làm. Nhưng em phải làm tới bao giờ đây? Sẽ không lâu đâu. Nhưng em cũng nên nghĩ coi em nên làm gì. Em muốn làm gì hả? Phải biết được thì anh mới tìm việc cho em làm, biết chưa? Anh có chắc không? Đương nhiên chắc rồi, anh có nói dối em lần nào đâu. Dạ được, em biết rồi. Có bao nhiêu đây thôi hả? Dạ, hết rồi đó cậu. Ba cậu bây giờ cũng bị mất việc rồi mà, nhà này không còn tiền nữa đâu. Thông à, cho tôi ly cà phê. Hết cà phê rồi. Gì vậy ba? Ba mới vậy mà. Ba muốn nhập viện hay sao vậy? Con làm gì ở đây? Hả? Ba không muốn hay sao? Hay là ba muốn con ngủ với gái đó nữa? Con chia tay với nó rồi à? Thì cũng như vậy đó. Nhưng mà cô có gây thật không hả Sông? Con mãi mãi là con thôi. Con tính ở lại đây hả? Ba đồng ý không? Được, thì đây là nhà của con mà, đương nhiên là được. Đừng nói với ai là con ở nhà nha, tại con trốn về đây đó. Tên đuôn đó mà biết được thì sẽ tới đây xin sự đó. Bà phải nói với ai đây hả? À?
Dạ, ông chủ. Chào các cô. Cô nương Rod đây sẽ làm việc ở đây. Chào mọi người. Tại bữa nay bên chúng ta không tìm được người làm việc cho bộ phận BA nên tôi mới nhờ cô tới đây làm việc. Giờ em qua bên kia ngồi đi. Hả? Dạ. Anh phải đi đây. Nhờ mọi người nhé. Dạ. Ok. Cô nương à. Cô nương à. Cô nương ơi, có nhà không? Cô nương à. Cô nương. Cô nương. Cô chủ không có ở nhà đâu cậu Anon à. Ờ à, cậu không có nhà sao? Dạ. Vậy chứ còn ông Jardine đâu rồi? Ông Jardine đang ngủ ở trên lầu á cậu. Vậy để tôi lên gặp ông một chút. Dạ được. Cảm ơn cô. Ông Jardine à, ông Jardine, ông Jardine à, ông Jardine, ai vậy? Xin chào ông, tôi là Anon đây. Ông còn nhớ tôi không vậy? Anon. Ông Jardine à, ông Jardine. Ai vậy? Xin chào ông, tôi là Anon đây. Ông còn nhớ tôi không vậy? Nè Anon, cậu muốn gì hả? Tôi tới đây để tìm cô nương đó. Ông có biết cổ đang ở đâu không vậy? Tôi đang cần gặp cổ. Cậu ở trên trời rơi xuống hả? Cậu không biết gì sao? Giờ nó ở dưới bà ra. Nó đã bán căn hộ đó cho hắn. Cậu thấy không? Nó thà bán cho hắn còn hơn là cho cậu. Bà ra. Cậu tưởng con gái tôi dễ lừa sao? Cậu đừng có ở đó nằm mơ. Hả? Nó thông minh lắm đó. Con gái của tôi mà. Một người như cậu sẽ không có được một xu từ nhà của tôi đâu. Bây giờ bà của em nhất quyết không chịu bán căn hộ đó lại cho anh. Vậy anh còn muốn em làm người mẫu nữa hay không? Tất nhiên là có rồi. Anh đâu phải loại người đó đâu. Anh nói rồi, anh không thay lòng đâu. Với anh, em là người mẫu đẹp nhất mà. Nhưng mà em giúp anh giải thích cho ba của em hiểu có được không? Để ông không hiểu lầm anh nữa. Thật ra anh chỉ muốn giúp em thoát khỏi những rắc rối mà thôi. Dạ được. Em sẽ tìm cơ hội để giải thích cho ba hiểu ý của anh. Anh đừng lo lắng quá nha. Hehehehe.
Đây, coi đi. Mảnh đất ở gần sông đó lên cả 100 triệu rồi, tôi giao rồi. Gã khùng như cậu sẽ không bao giờ được như tôi đâu, biết chưa? Bà nói gì vậy? Chuyện người lớn, con đừng có xía vào. Giờ con cũng lớn rồi mà. Mày lớn rồi sao? Ngày nào mà mày chả gây chuyện hả? Đi, đi giùm đi. Mày biến ngay cho khuất mắt tao. Đi đi, biến đi. Ở gần sông đó. Không ai có được như tôi đâu. Xong, nói chuyện với tôi chút đi. Cậu Sông nè, tôi muốn nói chuyện với ổng về đất đai. Ổng có nhờ tôi bán mảnh đất ở gần sông cho ổng, nhưng mà giờ cậu cũng thấy rồi đó. Dạ. Bây giờ khách hàng sẵn lòng chia tiền để mua mảnh đất đó rồi. Nhưng mà giờ ổng không hề nhớ đã nhờ tôi tìm người bán giùm cho ổng rồi. Tôi thật sự rất là đau đầu đó, cậu biết không? Bảo tôi bị nghiện rượu mà. Tôi biết là vậy, nhưng tôi cũng phải lo việc của mình chứ. Tôi bàn bạc với khách hàng xong hết rồi, họ đang chuẩn bị chốt hợp đồng lại đó. Nên bây giờ tôi muốn nhờ cậu giúp tôi một chuyện. Cậu làm sao để ổng ký vào tờ giấy này là được rồi. Hợp đồng mua bán với giấy ủy quyền hả? Tôi cũng đang cố gắng giúp đỡ ba cậu đi nè. Cậu nhìn bộ dạng của ổng đi, ổng không thể nào làm được gì hết. Nè, giờ chúng ta phải nhanh chóng làm ngay thôi, nếu không khách hàng đổi ý thì tiêu đó. Làm xong cậu cũng có tiền mà. Tôi biết cậu cũng đang túng thiếu có đúng không? Nhưng mà nếu tôi giúp anh á thì tôi được cái gì? Tôi sẽ chi qua hồng cho cậu là 25.000 bạc, có được không? Chỉ cần ký mấy tờ giấy này thôi ha. Là bán đất, không phải nó có giá trị cả 1 triệu bạc sao? Vậy mà anh tính cho tôi chỉ có 25.000 thôi à? Vậy là ít quá đó. Được rồi, vậy thì 100.000, được chưa? Vậy cảm ơn. Cảm ơn cậu. Dạ chào cô. Dạ xin chào ông. Ông cần tôi giúp gì vậy? Tôi muốn biết bây giờ công ty còn nhà nào để bán không. Ôi, rất lấy làm tiếc thưa ông. Bây giờ chỉ còn mấy dự án mới đang xây dựng thôi. Ông muốn coi thử mẫu thiết kế hay không? Dạ đây, chắc là ông sẽ thích đó. Chà, nhân viên ở đây đúng là đẹp thiệt. Chúng ta chụp chung một tấm hình nha. Dạ được chứ. À, dạ. À, đây. Được rồi. Một tấm nữa nha. Lấy một mình cô thôi. À, dạ được. Được chứ. Vậy được chứ. Rồi, tôi chụp nha. Cô đẹp lắm. Tấm nữa nha. Rất tuyệt. À, cảm ơn nhiều. Ba. Ba.
Ba. Ba ơi. Ba. Xong hết rồi đó. Cảm ơn cậu nha cậu Song. Vậy được rồi. Đợi một chút, tôi ra liền, đợi một chút. Thằng Song đâu rồi? Cậu chủ của tôi không có ở nhà, lâu lắm rồi cậu Song chưa có về. Đừng có lừa tôi không tin đâu. Không có, tôi không có nói dối mà. Cậu ấy đã bỏ nhà đi bụi cả tháng nay rồi, không có chịu về nhà. Tôi không tin bà đâu, tôi biết là nó đã về. Tôi nói thiệt mà cậu. Vậy để tôi vô trong coi thử, mở cửa. Xin lỗi nhưng mà tôi không mở được. Song, Song à. Nè, ra đi. Làm vậy mà. Ai mà ồn quá vậy? Bà đừng có ra ngoài. Sao? Sao con trốn ai vậy? Là cái tên đuôn đó đó. Thằng đó hả? Tốt lắm. Đúng luôn lắm. Đừng nói con ở đây nha ba. Xong hả? Mày làm gì ở đây vậy? Mày vũ con tao chưa đủ sao? Cậu Xong đang ở đây đúng không? Là tao hỏi mới đúng đó. Mày dỗ con trai tao đi đâu rồi? Nói cho ông biết nha, con trai cưng của ông trộm đồ của tôi rồi trốn về đây. Mau giao cậu ta ra đi, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát đó. Mày cứ làm đi, tao sẽ nói với cảnh sát là mày dụ dỗ trẻ vị thành niên. Giờ tôi mới biết tại sao thằng con trai của ông lại khốn nạn tới cỡ đó. Mày sao hả? Mở cửa ra, có giỏi ra đánh tay đôi nè.
Mày dám thách tao hả? Cái thằng gây. Con ngon mở cửa ra. Tôi sợ ông hả? Chơi khô máu vong luôn. Tao không muốn làm bẩn tay của mình. Mày mau biến đi. Ông tính đi đâu vậy? Mau mở cửa ra. Ông là loại người kiểu gì mà đẻ ra thằng con khốn nạn như vậy? Ông chờ mà coi. Thằng con của ông cũng sẽ lật lọng với ông giống như nó từng làm với tôi vậy thôi. Nè xong. Thằng chó. Thấy chưa? Đã nói là đừng ra rồi mà. Lời nó nói có thật không? Mày trộm đồ của nó có phải không? Thì tại hắn ta không cho tiền con xài đó. Hắn ta hứa trước chứ bộ. Nên con trộm đồ của hắn đem đi bán thôi. Sao mày có thể làm vậy? Hả? Sao mày làm vậy? Con cũng chỉ làm theo lời của ba dạy thôi chứ bộ. Mất dạy. Mày còn già mồm nữa hả? Tao chưa bao giờ dạy mày đi ăn trộm. Ba dạy con dùng ngoại hình của mình để đổi lấy tiền bạc mà. So với ăn trộm á thì có khác gì nhau đâu. Là ba nói đó. Nè sâu. Mai lo xong giấy tờ rồi, tôi sẽ chuyển tiền qua Hồng cho cậu liền. Cậu yên tâm đi. Nhưng mà bây giờ tôi muốn luôn có được không vậy? 100.000 thôi mà. Lúc mà ba cậu bán được miếng đất này rồi, cậu sẽ có một đống tiền mà, đừng có lo. Đó là tiền của tôi chứ bộ. Được rồi, được rồi. Mà bây giờ tôi không có đem thêm tiền mặt ở đây. Mai tới gặp tôi, có được không? Đương nhiên là không vấn đề gì rồi. Nhưng mà tôi muốn nhận tiền mặt luôn có được không vậy? Cậu đúng là thẳng thắn thiệt đó. Tôi rất thích như vậy. Tốt, 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 tốt. Mấy em. Chào anh. Chào. Chúng ta làm quen nha. Ngồi gần em trai tôi đi. Cảm ơn anh. Mấy em chăm sóc nó chu đáo vào hay chưa? Rồi anh sẽ thưởng sao? Uống đi. Được không? Được không? Chỗ này là quà gặp mặt nhau. Dạ cảm ơn anh. Nè 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 nè. Cưng chào xã giao với thằng em của anh đi. Nè tận hưởng đi. Nè cái này cho em. Cục cưng. Dạ. Còn em nữa chứ. Đương nhiên là phải có rồi. Cảm ơn anh. Em cũng qua chào hỏi đi. Em biết rồi. Ngoan lắm. Ví dụ này xong rồi, chúng ta tha hồ mà ăn chơi. Cậu cứ tin tưởng ở tôi đi. Cảm ơn cậu nhiều. Cô nhìn nè. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Nè, chắc cậu muốn cả thế giới biết cậu đang làm việc ở đây quá. Chắc cậu tưởng mình là người xinh đẹp lắm á. Thì cậu xinh đẹp thiệt mà. Công nhận cô giỏi cái khâu PR thiệt đó. Chỉ mới làm việc có một ngày thôi mà nổi tiếng rồi ha. Cô nói tôi hả? Đúng vậy. Coi bộ nghề PR này hợp với cô lắm đó cô Nâng à. Nhưng mà tôi không biết cô đang giới thiệu nhà hay là giới thiệu mình nữa. Ý cô là sao đây? Thì có bài đăng về cô trên Facebook nè. Cô nàng PR này xinh quá đi mất. Nhưng mà hình như cô ấy chỉ để làm cảnh và làm vợ bé của người ta thôi thì phải. Vợ bé là sao? Cô không biết hả?
Anh Jardine à? Anh Jardine à? Sao anh cứng đầu quá vậy? Mau đi bác sĩ đi anh à. Anh khỏe mà không sao đâu. Bây giờ là một con sâu rượu chứ khỏe cái gì nữa. Tại anh buồn nên mới uống thôi mà. Em có hỏi mọi người về mảnh đất của anh rồi đó. Có người hỏi mua, giá cả họ đưa ra cũng được lắm đó. Vậy thì bán nó đi. Đây nè. Đây nè. Em bán đi. Anh đem giấy tờ đất đai đi thế chấp hết rồi hả? Ờ. Tại Em nói không bán được cho nên anh đành phải tìm cách khác để có tiền. Giấy tờ đâu hết rồi? Ở trong đó. Đâu có đâu. Sao kỳ vậy? Rõ ràng anh bỏ trong đó mà. Không có thiệt mà. Đưa anh cô. Anh đã bỏ ở trong đây mà. Nó ở đâu vậy ta? Ở đâu chứ? Chính tay anh bỏ vô đây mà. Không sao đâu, lát nữa tìm lại cũng thiệt được mà. Thiệt là vô lý. Khoan, nè sâu. Có chuyện gì vậy ba? Có thấy giấy tờ của ba ở đây không? Giấy tờ gì chứ? Mảnh đất gần sông đó. Vậy ba muốn nó làm gì? Ba đang tính bán nó. Ba đã bán nó rồi, ba quên rồi sao? Ba đã bán được đâu. Nếu bán thì giờ chúng ta đã giàu rồi. Hả? Làm sao con biết được chứ? Thôi hôm mà qua ba để ở trong này giờ không thấy đâu hết. Mau mau gọi cho Thông cho ba. Thôi mà, bình tĩnh lại đi. Nhưng mà anh nhớ chính xác là anh để nó ở đây lúc mà. Lúc nào tỉnh rồi anh tìm nó lại sao cũng được. Nhưng lúc đó anh đâu có uống rượu đâu. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Anh ở đâu cả ngày hôm nay vậy ba ra? Em đã gọi cho anh mấy chục cuộc luôn đó. Em còn gửi tin nhắn like cho anh nữa. Em không để cho anh ăn được sao? Tại anh im lặng làm em thấy bực bội. Anh bận việc mà. Có chắc là anh bận việc hay không? Anh nói rồi anh không lặp lại nữa đâu nha Nương. Em xin lỗi mà. Công việc của em dạo này sao rồi? Không ổn một chút nào hết. Tại vì mấy bà tám ở đó không thích em làm ra mặt luôn. Em làm việc khác được không? Em không muốn làm việc ở đó chút nào. Vậy chứ bây giờ em muốn làm gì? Em muốn làm người mẫu chụp ảnh này nọ các kiểu nè. Em thấy chắc là em sẽ làm được đó anh. À, anh coi nè, giống kiểu vậy nè.
Công nhận là đẹp thiệt. Anh thấy là em làm được đó. À, giờ anh bận chuyện của câu lạc bộ mới cho nên không thể quản nhiều vậy. Nếu như em có thể tới giúp anh với bạn anh được thì hay quá nữa. Thiệt hả? Vậy em phải làm việc gì ở đó? Thì PR thôi, chụp ảnh nè, rồi giới thiệu câu lạc bộ, rồi phỏng vấn đó, là những việc mà em làm mà. Vậy thì tuyệt quá, mấy cái đó thì em có thể làm được. Hôm nay có người tới, ông ấy khen em xinh đẹp rồi xin chụp hình, rồi post Facebook đó. Cũng coi như là PR cho công ty rồi ha. Thiệt vậy sao? Đây nè. Vậy là chuyện tốt mà sao em lại không muốn làm chứ? Nếu họ tới công ty vì muốn chụp hình với em mà không được thì phải làm sao đây? Sẽ ảnh hưởng tới công ty đó. Thiệt hả anh? Thiệt mà. Em cũng biết là đa số mọi người đều thấy hiếu kỳ và muốn gặp người nổi tiếng. Anh thấy em nên làm việc ở đó đi. Câu lạc bộ xong thì em có thể chuyển tới đó làm cùng anh. Như vậy được không? Dạ cũng được. Ba ra nè, sao dạo này anh không tới đây vậy? Em nhớ anh nhiều lắm đó. Anh đã ở đâu vậy? Anh ở nhà anh chứ ở đâu nữa. Vậy thì nhà của anh ở đâu vậy hả? Sao em chưa từng nghe anh nhắc tới? Nhà anh ở gần văn phòng làm việc. Nếu anh làm việc trễ thì anh sẽ về nhà để tiện hơn đó mà. Vậy thỉnh thoảng anh đưa em tới nhà anh tham quan có được không? Nhà của anh không thoải mái đâu, em không nên tới. Được ở đây cùng với em, anh cảm thấy hạnh phúc lắm. Lần tới đưa em tới nhà anh nha. Có được không anh? Cô giỏi khâu bia thiệt đó. Chị mới làm việc ở đây có một ngày mà nổi tiếng rồi ha. Cô nói tôi hả? Đúng vậy. Coi bộ nghề bia này hợp với cô lắm đó cô Nưng à. Nhưng mà tôi không biết cô đang giới thiệu nhà hay giới thiệu mình nữa đó. Ý cô là sao hả? Thì có bài đăng của cô trên Facebook nè. Cô nàng bia này xinh quá đi mất. Nhưng mà hình như cô ấy chỉ để làm cảnh và làm vợ bé của người ta thôi thì phải. Vợ bé là sao? Ủa, cô không biết thiệt hả? Tức quá, sao nó lại biến mất được chứ? Ba à, đừng vậy nữa, lộn xộn hết rồi kìa. Rốt cuộc nó ở đâu ta? Chắc ba đã bán nó cho ai rồi. Mảnh đất đó cả trăm triệu, ba có điên đâu mà không biết là mình bán hay chưa? Hôm bữa không phải Anon tới đây gặp ba nói chuyện về đất đai hả? Thằng Anon. Đúng. Chắc là hắn ta đã lấy rồi. Cái gã gian xảo đó lại tìm cách lừa ba nữa. Không phải chỉ cần báo mất rồi làm lại giấy tờ mới là được sao ba? Chúng ta không thể làm như vậy. Giấy tờ thay thế thì không đem đi mua bán được đâu. Ba tính đi đâu vậy? Đi tìm thằng Anon. Ba lái xe không được đâu. Đưa cho con đi.
Anon, mau ra đây. Ba bình tĩnh đi ba. Anon, nè ông ơi, ông ơi, ông làm gì vậy? Thằng Anon đâu? Kêu nó ra đây. Anon nào vậy? Ông lộn chỗ rồi. Vậy chỗ này không phải tạp chí ba hay sao? Bọn họ đóng cửa rồi. Họ đã chuyển đi rất nhiều ngày. Họ chuyển đi đâu vậy? Tôi không biết. Bộ có chuyện gì hả? Đóng cửa rồi à? Nhưng mà ba có chắc chắn là ba không bán mảnh đất đó cho anh ta không? Ba đâu có điên mà làm vậy. Ba thật sự ghét nó lắm. Alo. Dạ alo. Là ai vậy? Em có hạnh phúc không khi sống với triệu phú mới vậy? Anh Anon. Nè, em được lên trang bìa tạp chí của anh rồi. Tìm được bạn trai mới rồi quên. Người cũ luôn hả? Em em có biết gì không? Anh sẽ bị đánh chết đó. Em biết vì sao không vậy? Ông Van Cha nói là anh bị như vậy vì dám giúp em bán nhà của ổng. Hình như là anh ăn đánh không công rồi. Em đúng là ngu mô lắm đó. Nè, tới anh mà em còn lừa được mà. Em đúng là cao thủ rồi đó. Nhưng mà không sao đâu. Em cứ chờ đợi sự trả thù của anh đi. Chúc may mắn nha. Không được làm vậy. Nè, không được đâu. Vậy? Không được vào. Cái người là ai vậy hả? Sao lại tới đây làm loạn như vậy chứ? Nè, cái người không được làm vậy. Mở nè, cửa ra. Làm ơn đi mà. Mau lên. Mau đi ra. Nhờ khỏi đi. Đây đi. Mở cửa ra. Nè. Chị lên, đánh ra. Mau ra khỏi đây đi, nhanh lên. Ông coi chừng đó. Chuyện gì vậy hả? Bà ra giải quyết chuyện căn hộ này rồi mà. Chúng tôi không phải tới vì căn hộ. Chúng tôi tới vì khoản nợ của ông đó. Là nợ gì? 3 triệu. Tai nạn của con trai ông quên rồi hả? Ông đã quên rồi hả? Nhưng bây giờ tôi làm gì có tiền. Cũng mất việc rồi. Không có hả? Không có nè. Dễ nghe vậy hả?
Nói dễ nghe vậy. Đứng lên. Giờ có trả hay không? Giờ tôi không có. Ông chủ tôi nói cho ông thêm 3 ngày nữa. 3 ngày sau tôi kiếm được số tiền đó chứ. Hả? Tôi không cần biết. Nội trong 3 ngày mà ông không trả được thì thằng đi. Ông trai điên à. Ông trai điên à. Ông chủ ơi, em có sao không? Ông chủ ơi. Ông chủ ơi. Ông chủ ơi, em có sao không? Ông chủ ơi. Không sao. Sao mà? Sao em lại để chuyện này xảy ra vậy hả? Họ mang súng tới đây nữa đó. Sao mà can dự được chứ? Còn chuyện của Anon thì sao? Sao anh ta ăn trộm giấy tờ của chúng ta được chứ? Giấy tờ là do ba giữ mà. Sao mà em biết được chuyện đó? Ai biết ai tốt ai xấu đâu. Nếu chị mà biết thì chắc chị cũng về nhà ở luôn rồi. Em đừng có hỗn láo. Họ ngày nào cũng tới đây gây chuyện vì khoản nợ của em gây ra không phải hả? Vậy chứ tên Anon, như Vanh Cha thì sao chứ? Họ điên lên rồi tới nhà gây sự đó. Có phải là do mấy chuyện chị gây ra hay sao? Có chuyện gì vậy? Dạ thưa cô, hôm trước có một người tới đây tìm cậu xong rồi chửi bới sùm. Hôm nay á thì tới ba cô bị đánh và bị dí súng. Tôi sợ lắm, tôi muốn nghỉ việc về quê. Cái gì chứ? Cái tên đuôn đó không làm được gì đâu, vậy đừng có lo. Còn về mấy gã này á, chị Nương sẽ sớm trả nợ thôi à. Nhưng mà tôi cũng sợ lắm, bây giờ tôi cũng già rồi. Vì thôi mà, vì không thể ở với chúng tôi được sao? Cô làm ơn cho tôi nghỉ việc đi, tôi sợ lắm, tôi không thể ở thêm được đâu. Cảm ơn cô. Giờ bà ấy không ở đây nữa, chúng ta phải làm sao đây? Ba nói bạn trai mới của chị giàu lắm mà. Sao chị không xin tiền của ảnh để trả hết nợ đi? Bà thấy sao rồi hả ba? Ba không sao đâu. Song đã kể hết mọi chuyện cho con nghe rồi. Nưng à, con mượn tiền của bà ra sao rồi hả? Con không chắc nữa, anh ấy không dễ điều khiển đâu ba. Anh ấy không có chịu chi thoáng như ông Van Cha đâu, cho nên con cũng không dám đòi nhiều. Nhưng mà để con hỏi thử anh ấy xem sao. Mà thôi, không cần. Để bà nói chuyện với nó vậy. Để nó biết giờ chúng ta thật sự khó khăn.